and dribble me and one catch and me run. I don't know, say, I don't even see the medicine again. Now he goes tell him. Now the thing come on. When me and you, when you was looking here, he's not here. Hey, the thing is eating him now. Thief, run now. This, how can you see mouse in the, mouse in the afternoon? And beat it for him too much. Thief, let's carry and go to hospital. Okay. Thief, now you see human being, you cannot run again. Huh? Easy for him now. Well, where are the ones? This one is good, but you want that I come where we will not suffer, find you where you are smelling. Just come out here, tell boy. When I don't kill me, I don't chop him. Hey, am I still mark you? Or you rub the medicine for them. I know. I did not see the medicine, no. Oh, is he hanging with what? I beat him, don't want to run. He will try, no, and I cannot catch him again. Mouse, there are something, brother. We don't go still, yeah. Problem. You don't got to live about Wahala. I live about. In the night when you do this, you don't see him. I see him, I pursue him. I near kill him with hand. I don't even know he will carry my problem. Oh, yeah, he cannot walk out again. Yeah, yeah. Come and see your friend. Come and see your friend, your baby. Come and see your friend. So your friend is pregnant. He cannot walk again. He have chopped bone. So we leave him like that till him die from me. You know, if you carry and go to hospital now, if you're messy for him. Somebody. I'll be throwing him inside fire and see him next. Somebody. Thief. That means the smell of that thing is with them too much. That's why they leave everything to eat. Ở chỗ của Nhiếm thì gần như hoàn toàn không có hải sản, tôm, cua, cá, mực, đồ này kia. Chủ yếu là những cái loại tép hun khói người ta làm khô đó. Rồi mì thì cũng vậy, mì không phải như ở Việt Nam mình đâu. Nó có cái mùi ngộ ngộ lắm mà cái sợi nó cứng nhắc à. Mình nấu tầm chừng 5 phút á, nó mới mềm ra được. Mà nó mềm chứ nó cũng không có dai, không có giòn như là của Việt Nam mình. Nó mềm là nó bở ra luôn. Nhưng mà mình tận dụng bữa nay là chủ yếu là cái mướp với cái rau mồng tơi. Trời, em ngồi em nấu mà em chảy nước miếng luôn á. Hơn 5 năm, gần 10 năm mới được ăn lại cái mướp với mồng tơi này. Thật sự là khi mà mình ở Việt Nam á, mình thấy nó bình thường vậy lắm nha. Nhưng mà thử đi ra nước ngoài thôi, tầm 3 tháng thôi em đảm bảo là ta nói thèm mà không ngủ được luôn á. Nhiều khi là coi trên mạng mấy cái món ăn Việt Nam là không dám coi, tua qua luôn. Nói thiệt á, em ngồi em gọt cái mướp em không dám gọt sâu. Em mò riết thành ra nó mới còn giữ được cái màu xanh xanh ngoài vỏ gì nè. Nhìn cái bề ngoài thì cũng rất gì và này nọ hen. Nhưng mà cái lúc này mà mình nấu mà là mì hảo hảo hay là gấu đỏ, chua cay gì đó là đảm bảo là cái mùi của nó là bay khắp sớm luôn. Còn cái mì châu Phi thì nó không có mùi vị gì hết, giống như là kiểu là mình nấu cơm vậy thôi. We have food and we can eat. Glory be to you, O Lord. Amen. Father, Son, and Holy Spirit. Bless us, O Lord, and this day we are about to receive for your kindness through the Lord. Amen. All the Father, Son, and Holy Spirit. God bless the food and the Spirit. Everybody, try him on. Cut it in open. Okay. Yeah, it's sweet. You eat the vegetable now. It's hot. It's hot. Mm-mm. It's sweet. You eat this one. It's hot too. Blow them. Blow them. It's hot. Blow them. It's not hot. Mm-mm. It's sweet. This thing is sweet like a cucumber. Have you? Rồi bây giờ mời nhà mình kích mục sở thị cái món rau mồng tơi mướp nấu với mì hen. Ngon hay không không biết chứ thấy là mát rồi đó.
Thật sự là ăn cái món này là rất rất cảm ơn chị Phương Nguyễn, không biết lời nào diễn tả được luôn. Không, gần chục năm mẹ Nhiếm chưa ăn lại cái mùi vị của mướp với rau mồng tơi như thế này. Mà tên thường là cảm ơn về Phương Nguyễn. Tất cả đi quẹo. Cảm ơn chị Phương Nguyễn. Cảm ơn về Phương Nguyễn. Cảm ơn chị Duệ. Cảm ơn chị. Thank you. Mhm. Yeah, is what. Good boy. Say cảm ơn dì Phương Nguyễn nào. Say thank you to dì Phương Nguyễn. Say Việt Nam ô. Dì bu cảm ơn dì bu mẹ. No, Phương Nguyễn. Cảm ơn dì Phương Nguyễn. Cảm ơn dì Phương Not Nguyễn. Not we. Cảm ơn dì Phương Nguyễn. Cảm ơn dì Phương Nguyễn. Cảm ơn dì Phương Nguyễn. Goodbye. Tại go and work play so that go and change your clothes, go to school, yeah? Give me your water. Aya, stand up, work play and go to school. Aya, now. Stand up, you're going to help do wearing uniform. Good morning, how are you boy? How are you? Hôm nay có một bác đến xin cho con trai bác ấy ở nhờ học nghề sửa xe ở ngay chỗ cái anh mà sửa xe cho Nhiếm hôm bữa đó. Thì cái lớp dạy nghề miễn phí mẹ Nhiếm xây xong nhưng mà chưa có chở máy móc về được đó. Thành ra là bây giờ ai xin vô ở đậu thì mình cũng cho người ta ở bình thường. Nhưng khi nào mà mình mở lớp thì mình sắp xếp cho người ta đi. Baby, She's the one that I tell you. Okay. She said her son is learning mechanic for hand of our mechanic, that boy that the car was. Now, their house now, about the house she want to pay before. I tell you, it's far for her business and school of children. Okay. So now, he said that her son will not be flowing that place they stay to be coming here work. So, she want to talk about our one room remain now. Indian employee go learn work. They learn from that our mechanic. I never know who be the one inside all of them. Yeah. After, have one is very torn. Okay, to go no go. I think I saw the first one among all of them. First time they come here. Because I tell them now, he say him. The other time he come here, I tell him, say, make put mind wherever, say, you go. Because he did come. Your son learn mechanic, how much he pay? For that learning work. How much? He go in the college, get an agreement. He man, I'm with one ever. 30,000. Mamaya. 30,000. Everything. You bring, no, not everything. 30,000 na money. Then other thing na. One crate of. Na drink and. And other thing, our land, I want you bring for our land. I say, no, don't need it. No, you don't collect anything. No, collect anything for my land now. Cái này thì mẹ Nhiếm hỏi cho biết để coi mình thu xếp có thể là ông ta Liên ông học được, thấy cũng lớn rồi đó mà không có nghề ngóng gì hết trơn, đi xe nước cho người ta cũng cực mà không có tương lai.
À, nghe nói học 30.000, nếu 30.000 thì ở Việt Nam mình cũng tầm khoảng tầm 1 triệu, triệu mấy gì đó. À, từ từ mẹ mới sẽ thu xếp sau. À, với hỏi coi nó có chịu học không nữa. Chứ cái những cái nghề mà thủ công hay tay chân á, mà không có cái đam mê để mà học á, thì dù mình có trả tiền thì mốt cũng bỏ cuộc giữa chừng thôi. Do mẹ Nhiếm tính là mở cái lớp dạy nghề miễn phí đó, cho nên là những người mà người ta xin vô ở thì mình chỉ cho người ta thời hạn là 6 tháng thôi. À, để tới lúc đó nếu mà mình vẫn chưa có đủ điều kiện để mở cái lớp dạy nghề thì mình sẽ thảo luận tiếp là cho ở tiếp hay không. Chứ không thôi mà mốt giữa chừng cái mình muốn mở lớp dạy nghề cái mình đuổi người ta nói đuổi ngang xương rồi này nọ. Cho nên là ông Cạp ổng quy định là những người vô sau là 4 tháng thôi, những người đầu là 6 tháng. À, tại vì mẹ Nhiếm cũng sắp xong cái chương trình dạy ở trên tiệm rồi đó. Nếu mà xong với mấy bé trên đó thì mẹ Nhiếm chỉ để lại 1-2 máy làm cho khách thôi. Còn bao nhiêu mẹ Nhiếm sẽ mang về và mở cái lớp ở đây. Have you give him biscuit, do? With biscuit food. Biscuit will cost... one for him because it's sugar. Dog don't eat sugar. How many biscuits the dog chops in talk of what? That we're going to warm them 2 times a year. Wakale and Al. Eh? Hey! I don't need noise, yeah. Do you hear me? Shh! See you, see you, see you. Do your face like evening. Like. Anh xa xa hình như là bị run sáng á, cho nên là ăn một ngày cái chục cử gì đó mà không có mập nổi. À, chuyến này chắc thuốc sổ run của chị Hoa Hồng gửi qua là mẹ Nhiếm sẽ nhiếm ra cho ảnh một miếng. Okay, no problem. I'll just tell you that. Look at how it fetch water. Somebody say that. See, baby. Look at how it fetch water. It's a lie. I say, it's a lie. And it's why what about your body? I got the look at. I say, what put that like this? What the fuck? No. It's that. It's that, but this is what I did. See, now she him body. Then I thought I want... I want all this thing that this will go out. Why you go out? I make you go now. Make you go now. But for our village, we don't use that. This will open up. No. So next time if you come, you open up like this. Don't remove it. Hey, this is mad. Don't worry, I got to pay that. I got to pay back for when I went to the first normal as that. I don't buy gum. No, them, let's say, they are brothers. They are brothers. It's okay now. You're not supposed to call that at all, sir. Okay. Hey, hey! Why are you stopping us? Oh, you see how him bend down, okay? And you must be loyal, I'm the master. See somebody here, okay? This dog need food. Him eat 24 hours, and he need food. Even anytime we know how about food, now biscuit and good job. Maybe, him know the hungry. Maybe the woman again. The woman? She born. I don't know. He's supposed to born now. See money to now eat 3 times that in dummy. Who buy milk for him? Oh, we would do soya bean for him. We'll be giving him soya beans also. Soya bean and I come, no sugar. And how somebody can eat a come no sugar? Taking sugar, baby. You know, go sweet time, you know, eat now. Are you dog? I've you dog. You dog. Okay, now you dog. Okay, now you dog. Okay. I've trained dog many times. So you are giving them without sugar. So you dog, they want to put sugar in. Now you dog. Now you na dog. Hey, okay. Somebody go ask me if I'm dog. Him dog. Him dog. I say you no go sweet. How you taking no go sweet? How you taking no go sweet?
I've been giving them. You have eat. Em cũng tức cái mình, sao mà chó mà không ăn được đồ ngọt là sao? Thấy trên mạng người ta quay phim cũng cho ăn này ăn kia, nhà nhím nuôi chó cỏ hồi trước cũng cho ăn bánh ăn đồ ta lả, mà nghĩ sao qua đây không cho xa ăn đường. Nhà mình ai có kinh nghiệm quất cái comment rõ ràng đủ dấu rồi này kia cho ổng coi Google dịch cho ổng mở mắt ổng ra, chứ ổng cứ cấm không cho thằng nhỏ ăn bánh quy. Mình nào, we know have the one better the one here, the auntie send the one for us. 7 bees. Okay, it's true. It's coming now on the 2 week we reach here. Better the one in Vietnam. Qua nay bên này cúp điện không có pin, tiết kiệm từng chút một, tí nữa mẹ Nhím phải đi khảo sát cái vụ cửa sổ cho cụ ập phi què đó. Cho nên mẹ Nhím để chút xíu pin để mình quay phim hen. Cảm ơn nhà mình đã quan tâm theo dõi. Bữa nay clip hơi ngắn, nhà mình thông cảm nha.